Hỏi đáp về hồ sơ khiếu nại diện bảo lãnh vợ chồng. Khi hồ sơ của bạn bị trả về sở di trú, thì sở di trú Mỹ sẽ xem xét đơn bảo lãnh mà lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam trả về. Họ sẽ gửi cho quý vị một lá thư cho phép quý vị có cơ hội để khiếu nại quyết định này của lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam. Bạn cần viết một lá thư khiếu nại, trong đó phải giải thích và đáp ứng đầy đủ những thông tin mà sở di trú yêu cầu, kèm theo những bằng chứng cụ thể về mối quan hệ vợ chồng của bạn. Nếu bạn thấy khó khăn trong vấn đề khiếu nại với sở di trú, văn phòng chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn hoàn tất bộ thủ tục này một cách nhanh nhất và thuyết phục nhất với sở di trú để vợ chồng bạn sớm được đoàn tụ. Khi nhận được giấy cho phép khiếu nại, trong thời hạn bao lâu thì tôi phải nộp hồ sơ cho sở di trú? Sở di trú chỉ cho phép bạn trong vòng 30 ngày tính từ ngày ra quyết định, bạn phải hoàn tất hồ sơ và nộp đúng thời hạn yêu cầu. Tôi có được phép tự khiếu nại khi hồ sơ tôi bị trả về sở di trú không? Bạn không thể tự khiếu nại được vì bạn sẽ không biết chính xác lý do tại sao lãnh sự từ chối hồ sơ của bạn. Trên giấy cho phép khiếu nại của sở di trú sẽ liệt kê chi tiết tất cả lý do, yêu cầu cụ thể và thời hạn nộp hồ sơ. Vì thế, bắt buộc bạn phải nhận được giấy cho phép từ sở di trú thì mới được làm khiếu nại. Hỏi: thời gian khiếu nại với sở di trú mất bao lâu? Trả lời: kể từ lúc bạn gửi thư khiếu nại và cung cấp đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của sở di trú thì khoảng từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn bạn sẽ nhận được câu trả lời của sở di trú. Nếu sở di trú tin vào mối quan hệ của vợ chồng bạn là thật thì họ sẽ cấp giấy tái chấp thuận và hồ sơ sẽ được chuyển qua NVC. Và bạn sẽ nhận được thư của lãnh sự báo là hồ sơ của bạn đã được tái chấp thuận và chuyển về Việt Nam. Bạn sẽ được lên lịch để phỏng vấn lại. Nếu sở di trú không tin thì họ sẽ ra một thông báo là hồ sơ của bạn hủy bỏ sự chấp thuận và bạn có thể tiếp tục khiếu nại lên hội đồng kháng án di trú. Hỏi: có phải nộp thêm chi phí gì khi nộp hồ sơ khiếu nại ở sở di trú hay không? Trả lời: đối với hồ sơ khiếu nại được sở di trú chấp thuận thì bạn không cần phải đóng phí gì cả. Nếu hồ sơ khiếu nại được chuyển lên hội đồng kháng án di trú thì bạn cần đóng phí, mức phí là 110 đô. Hỏi: nếu sở di trú từ chối hồ sơ khiếu nại của tôi thì tôi phải mở hồ sơ bảo lãnh lại hay sao? Trả lời: nếu sở di trú từ chối hồ sơ khiếu nại của bạn thì họ sẽ ra một thông báo là hồ sơ của bạn không được chấp thuận và bạn có thể tiếp tục khiếu nại lên hội đồng kháng án di trú hoặc bạn cũng có thể nộp hồ sơ bảo lãnh mới nếu muốn. Hỏi: nếu hồ sơ khiếu nại được chấp thuận, tôi cần phải làm gì? Trả lời: bạn sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ như lần đầu tiên bạn đã phỏng vấn với lãnh sự. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118.